À, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con flycam mới ra cho các bạn xem nha. Đó, chất lượng cao ra. Hình như là cảm giác nó rất là mượt luôn các bạn. Gimbal chống rung chỉ 2 dọc thôi mà không biết sao mà nó mượt ghê các bạn. Không biết bay cao lên gặp gió như thế nào nha, nhưng mà đứng một chỗ như thế này mình thấy mượt cực kỳ các bạn ơi. Chào tất cả các bạn nha. Đó, thì trên tay em đây chính là một con flycam. Phải nói là thị trường Việt Nam hiện nay vẫn chưa có hay bán nha các bạn. Đó, mới nhận được luôn nè. Thì con này có tên là 1188 Pro các bạn. Một thương hiệu rất là lạ. Hình thức thì khá là giống như con Hudson Gino. Motor thì là giống như con F11 Pro. Camera thì là như đẩy 6K các bạn. Gimbal chống rung 20. Thời gian bay hơn 20 phút, có cảm biến bụng các kiểu. Nói chung con này rất là đáng để tập bay nữa nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bay thử và trải nghiệm xem như thế nào nha. Mới nhận được, chạy ra test thử luôn nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ khởi động nha. Đó, lên nha. Wow, đẩy nhẹ một phát là nó lên luôn các bạn. Để mình kéo thấp thấp xuống chạy cho các bạn dễ thấy nha. Chất lượng camera thì nó nói là 6K, mình không biết thế nào, nhưng mà hình ảnh thì mình thấy rất là mượt nha các bạn. Đó, thế là thế sao, mướt được không? Không có rung nữa đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con flycam mới ra cho các bạn xem nha. Đó, chất lượng cao ra. Hình như là cảm giác nó rất là mượt luôn các bạn. Gimbal chống rung chỉ 2 dọc thôi mà không biết sao mà nó mượt ghê các bạn. Không biết bay cao lên gặp gió như thế nào nha, nhưng mà đứng một chỗ như thế này mình thấy mượt cực kỳ các bạn ơi. Không rung luôn, hình ảnh rất là mượt, rất là đã các bạn. Wow, con này chắc có lẽ là rất là đáng cạnh tranh ở thị trường Việt Nam nha các bạn. Ở một thương hiệu mới, Avito Pro vậy nè các bạn. Ở hình thức thì các bạn thấy không, khá là giống với con Hudson Gino nha. Motor thì là mình thấy y chang như con motor của F11 Pro luôn các bạn. Để mình bay lên cao xem như thế nào nha. Chứ mà đứng một chỗ như thế này thì hình ảnh nó mướt rượt các bạn. Bay lên để coi như thế nào nha. Khoan, trước khi bay lên thì mình sẽ đi ra đây, mình sẽ lắc qua lắc lại test cho các bạn xem nha. Để mình đi qua bên này. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ lắc qua nè, lắc lại nè. Đó, các bạn cảm nhận như thế nào các bạn? Wow, rất là mượt các bạn ơi. Con này công nhận bá đạo nha. Mình tưởng với cái giá khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu chút xíu, mình nghĩ chắc có lẽ là như con SG906 Pro 2 đó các bạn. Nhưng mà các bạn thấy kìa. Ồ, hình ảnh rất là mượt các bạn. Hồi nãy giờ là các bạn cảm giác là không có rung luôn nha. Để mình bay lên cao xem như thế nào nha. Đó, thì bây giờ đang là chất lượng ở trên cao nha các bạn. Trên cao thì gặp gió thì để mình nhích nhích vào đây một xíu rồi. Đó, bay tới mới cảm nhận được nha các bạn. Rồi, cảm giác là hình ảnh mượt các bạn ơi. Ăn đứt con SG906 Pro 2 rồi. Rồi, như thế này chắc có lẽ là con SG906 Pro 2 sẽ ới nha các bạn. Mình đứng khuất rồi các bạn ơi, cho nên là mình đi xích qua bên đây đi. Để thấy con máy bay lại bị khuất rồi. Ồ, quá là đã nha các bạn. 1188 Pro các bạn, một thương hiệu mới nè. Chất lượng cao ra như thế này thì quá là ok nha các bạn. Có đèn bay đêm nhìn rất là đẹp luôn. Hình ảnh rất là tốt các bạn ơi. Mượt hơn con SG906 Pro 2 rất là nhiều nha các bạn. Gimbal chống rung 20 của con này khá là tốt các bạn ơi. Đó, mình đang bay quay sân banh cho các bạn xem đó. Chờ bây giờ cũng hơn 5 giờ các bạn.
Đó, đang bay ngang test cho các bạn xem nè. Các bạn thấy hình ảnh là mượt nha các bạn, nhìn chung là mượt. Chất lượng camera thì mình đang xem qua màn hình các bạn ơi, chưa có xem qua thể nhớ cho nên là không biết như thế nào nha. Thì con này nó lưu qua thẻ nhớ được cái là khi các bạn lấy cái thẻ nhớ ra coi cái hình ảnh nó sẽ rất là nét, rất là rõ. Thì hiện nay là mình đang xem qua màn hình cho nên là mình không có biết chất lượng chính xác là như thế nào. Chất lượng như thế này là cũng khá là tệ các bạn ơi. Thì con này nó vẫn có những chức năng thông minh nha các bạn, nhưng mà ở những con mà giá rẻ tập bay thì lúc nào mình cũng khuyên các bạn là hạn chế bay những chức năng thông minh của nó, tại vì nó hay cà khệ lắm các bạn. Wow, mở khui ra quên sạc pin các bạn ơi, nó báo pin yếu rồi. Thì bây giờ mình sẽ kéo nó về nha các bạn. Không các bạn ơi, khi mà pin yếu nó tự return to home luôn các bạn. Ác đạn của ly thiệt các bạn ơi. Wow, con này rất là ngon nha các bạn. Khi đang báo pin yếu các bạn, mình mới nhận được bay ra test liền luôn. Trong lúc nó báo pin yếu là tự động nó bay về luôn các bạn ơi, không cần mình điều khiển về luôn. Cái khả năng nó đáp xuống là hình như là cách cái chỗ hồi nãy mình đứng là khoảng 2 mét nha các bạn. Hơi lệch nha, nhưng mà tự bay về như thế là quá là tuyệt vời các bạn. Wow, con này thấy vậy chứ mà rất là tuyệt vời các bạn ơi. Thời gian bay lâu mà lại mất sóng nó sẽ tự bay về, cũng như là gần hết pin nó tự bay về luôn các bạn, không cần phải mất sóng mà gần hết pin thôi nó cũng tự bay về nữa, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đó, test các bạn như thế là rất là ngon rồi nha. Đó, chất lượng camera thì rất mượt các bạn. Nói chung SG906 RAW 2 hay là L5 RAW đó chắc là ở lại với con này các bạn. Nói chung thì tùy theo các bạn cảm nhận thôi, test cho các bạn xem như thế là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem chơi nha. 1188 rồi nha các bạn. Ok, thì đây sẽ là cái ba lô mà khi các bạn mua con 8811 rồi thì đều tặng. Thì đa số những con live cam sau này đều được tặng ba lô nha các bạn, giúp các bạn đi bay đem theo nó tiện. Đây sẽ là cái sách hướng dẫn nè, thích thì tham khảo. Việc bay thì nó tương tự những con khác thôi các bạn. Phụ kiện đi kèm thì mình chắc nghĩ cũng tương tự thôi, cánh dự phòng, cáp sạc cũng như là tua vít và ốc thôi. Cánh thì mình thấy khá là giống với cánh con F11 rồi nha các bạn. Nè, khá là giống luôn. Đó, 4 cái. Còn đây sẽ là cái tay điều khiển. Tay điều khiển thì có màn hình hiển thị thông số giúp các bạn có thể kiểm tra chuyến bay này kia các kiểu. Kẹp điện thoại ở đây. Thì nó sử dụng là 3 viên pin tiểu mình đã gắn sẵn rồi nè. Đó, hai cái anten này là hai anten giả nha các bạn. Đó, điều khiển này kia nè, như những con khác thôi. Chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sao nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhân vật chính đi. Đó, cái ba lô thì mình sẽ đẩy nó qua một bên nha. Đó, thì đây sẽ là nhân vật chính của ta, 8811 Pro. Thì các bạn sẽ thấy hình thức bên ngoài nó khá là giống con Hudson Gino nha các bạn. Motor nè, các bạn sẽ thấy cái motor nè, y chang như con F11 Pro luôn, không có khác gì cả các bạn. Màu trắng cũng y gan luôn. Logo ở đây là Avitor Pro nha các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ bung ra cho các bạn xem nha. Bình thường như này á, cầm nó rất là gọn nè các bạn thấy không, rất là gọn nha, nhưng mà bung ra thì nó khá là to. Đó, chính vì thế mình nghĩ con này nó kháng gió cũng tốt nha các bạn. Đó, bung ra thì rất là to luôn nè, thấy không. Để mình mở cụm gimbal cho bạn xem nha, cụm camera cũng như là gimbal nằm ở đây. Đó, thì con này á, nhà sản xuất nói là camera 6K. Thì mình nghĩ 6K của hãng này nha các bạn, chứ nếu mà 6K thực thụ thì máy tính coi cũng không có nổi đâu. Nhưng mà bù lại camera với gimbal 20 của này các bạn thấy đó, khá là tốt nha các bạn. Bay ít rung, nói chung là chất lượng được, chấp nhận được trong tầm giá. Đó, giá hơn 3 triệu chút xíu rồi các bạn, nhưng mà bù lại mình nghĩ là camera nó ngon hơn con SG906 RAW 2 cũng như L5 RAW nha các bạn. Còn so với F11 RAW thì chắc mình nghĩ chắc không lại F11 RAW đâu các bạn ơi. Nhưng mà được cái thời gian bay ngon hơn F11 RAW nha.
Con này bay nếu mình bay test cạn pin luôn là 22 phút các bạn. Còn đây sẽ là cái camera phía dưới, đồng thời cũng là cảm biến bụng luôn. Thì cái cảm biến bụng này á, nó hấp thu ánh sáng hơi kém nha. Trong phòng các bạn phải sáng lắm á, thì nó mới bay, nó mới đứng yên chỗ được. Phía trên này sẽ là khe cắm thẻ nhớ nè. Ở các bạn quay phim thì nhớ cắm thẻ nhớ cho nha. Cái gimbal này mình thấy nó rất là chất lượng nha các bạn. Thì chắc có lẽ là gimbal của nó là động cơ chổi than thôi các bạn ơi. Tại vì những con này là chắc có lẽ không chổi than là chắc không thể nào các bạn. Mình nghĩ là động cơ gimbal là chổi than nha. Phía sau này sẽ là pin cũng như là cái hiển thị cái mức pin, phần trăm pin đó các bạn. Lúc này nút mở nguồn của pin nè, các bạn muốn lấy cục pin thì bóp vô đây. Đó, kéo cái này ra. Cục pin này cầm trên tay thì rất là nặng nha các bạn. Cho nên là thời gian bay của nó rất là bá đạo luôn. 11V1 2850A. Đó, thời gian bay là hơn 20 phút nha các bạn, chính xác là 23 phút là nó sẽ cạn pin. Đó, cái rắc sạc của nó nằm ở đây nha các bạn. Khi hết pin thì các bạn ghim vô đây sạc. Sạc đó thì các bạn phải dùng cốc sạc từ 3 trở lên nha thì nó mới vô nhanh nha. Chứ nếu 2 A thì nó rất là lâu nha các bạn. Tại cục pin này nó rất là trâu. Đó thì nhìn chung cái con này bay là thật sự tốt các bạn. Nói chung camera, gimbal này kia hoạt động ổn định, ngon hơn, mình cảm giác là ngon hơn con SG906R2 cũng như là L5R này kia các kiểu. Đó, mà ở thị trường Việt Nam hiện nay cũng chưa bán con này đó, cho nên là có cái đường link tham khảo trong phần mô tả đó, các bạn có thể bấm vô đó và tham khảo nha. Hiện nay thì mình vẫn chưa thấy bán đại trà. Đó, chỉ có một hai con này kia các kiểu thôi. Đó thì mình sẽ tạm ngưng video đây nha. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình. À quên, sẵn đây mình hướng dẫn các bạn bay sơ về con này luôn nha. Thì làm liền luôn cho nó máu các bạn ơi. Thì để bay con 8811R, trước tiên các bạn sẽ tải cái ứng dụng có tên là Hfun Fly về. Thì sau khi tải về xong, các bạn mở nguồn máy bay lên bằng cách là nhấn cứng vào cái nút bấm cục pin ở đây. Sau đó bấm vào cái nút này để mà mở nguồn tay điều khiển, đẩy lên, đẩy xuống. Đó là nó kết nối. Sau đó các bạn chỉ cần vào cài đặt, kết nối wifi với con máy bay. Nó có tên là A515G đó. Bấm vô một lần thôi, nó báo gì kệ nó là nó đã kết nối đó các bạn. Sau đó vào cái ứng dụng hồi nãy các bạn tải về, Hfun Fly. Đó, nó sẽ là như thế này, các bạn bấm chữ Start Flying là nó sẽ vô, bấm chữ App Now, nó hiện camera là này các bạn thấy không. Thì trước tiên các bạn sẽ gọi là Kali máy bay để giúp máy bay ổn định. Thì các bạn chỉ cần bấm vào lúc này một cái. Đó, đèn máy bay nó sẽ chớp liên tục, các bạn chỉ cần xoay máy bay sang trái vài vòng cho đến khi nào nó nghe một tiếng kêu. Đó, sau đó các bạn ngóc camera lên, xoay sang trái vài vòng tiếp cho nó nghe một tiếng kêu nữa thì các bạn dừng lại. Đó, như thế đã Kali ok đó các bạn. Việc còn lại các bạn chỉ cần chờ GPS lên cao tầm khoảng 1 phút là các bạn có thể khởi động và bay thôi. Thì để khởi động con này các bạn chỉ cần bấm vào chữ Start là máy bay sẽ khởi động. Sau đó các bạn đẩy gần ga nó sẽ bay lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải. Bên đây là bay tới, bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Đó, nút này là nút tự cất cánh. Bấm một lần tự cánh, bấm cái nữa tự nó hạ cánh. Nút này bấm một lần là quay phim, nhấn cứng chịu quay. Bấm một lần là chụp hình, nhấn cứng chịu vài giây thì nó sẽ quay phim. Nút bên này là nút Return to Home. Đó, cũng như là nhấn cứng vào đây thì con máy bay nó sẽ tự bay về. Còn lúc này bình thường không có bấm. Nếu các bạn muốn bay trong nhà, tắt GPS đi. Đó, là các bạn có thể bay trong nhà được. Với điều kiện là trong nhà của bạn phải sáng như thế này thì nó mới bay, nó đứng yên được nha các bạn. Còn không thì sẽ lạng. Đó, còn hai nút trên này sẽ là camera xoay lên xoay xuống thôi. Thì một bờ mình bấm cho bạn thấy nè. Đó, xoay lên nè, camera ngóc xuống nè. Đó, hai nút trên này là camera xoay lên xoay xuống. Thì để Kali máy bay thì các bạn chỉ cần kéo hai cái gạt cũng như là giúp máy bay nó cân bằng lại á, nó bị như nó bị trôi này kia đó, thì các bạn chỉ cần đặt máy bay lên một khoảng, kéo xéo như thế này. Đó là tự động máy bay nó sẽ cân bằng lại thôi, rất là đơn giản. Còn bây giờ mình sẽ nói một số chức năng trên màn hình nha. Thì bình thường ở đây là chụp hình nè các bạn. Nói chung cái nút chụp hình hay quay phim thì các bạn cũng không quan trọng đâu, các bạn bấm trên này cho nó dễ, cho nó chắc ăn. Nhấn một lần nó sẽ chụp. Đó. Nhấn cứng là nó sẽ quay phim. Đó, các bạn hiện số giây vậy thấy không? Rất là đơn giản thôi, nhấn lần nó sẽ dừng lại. Còn ở đây là cái phần mà mình coi lại, nãy giờ mình chụp mình quay này kia đó. Còn phía trên này khi bay lên mới bấm vô được nha các bạn. Nó đầu tiên rất là quan trọng chỗ này nè, các bạn bấm vào cài đặt đi. Các bạn mở cái này, tắt cái này đi chứ. Nó tắt ở đây, tại vì cái này là chế độ như bay bình thường, sao các bạn tắt đi rồi kéo mát hai này lên để cho nó bay xa hơn nhất có thể nha các bạn. Sau đó các bạn vào phần camera setting nè, ở đây quan trọng nè.
cái phần chống rung rồi các bạn thấy không. Đó, các bạn mở on lên. Đó, nhớ mở on chỗ này lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lùi ra, quan trọng về chỗ đó thôi. Còn trên này sẽ là độ cao, độ xa, sóng wifi, phần trăm pin này kia thôi. Đó thì lúc này nút return to home bên này, bản đồ ở dưới này. Đó, lúc này là nút ngắt động cơ đột ngột. Nó tính chung là vòng vòng cũng có nhiêu đó thôi các bạn. Đó thì đại khái là các bạn có thể bay được rồi. Nhớ gắn cái thẻ nhớ vô nha các bạn để quay phim. Thì con này á, nó có vẫn có chức năng thông minh, khi các bạn bay lên thì mới bấm vô đây được nha. Thì chức năng thông minh của con như thế này á, thì mình chưa có test, nhưng mà đa số là nó hay cà khệ lắm các bạn. Tốt nhất là các bạn cứ bay bình thường và quay phim thôi. Ok thì mình sẽ tạm ngừng video đây nha. Các bạn muốn mình review con nào thì cứ comment bình luận bên dưới nha. Mình sẽ kiếm tiền mua về quay cho các bạn xem chơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn vào cái chuông để xem những video mới nhất của mình nha các bạn. Bye bye tất cả các bạn nha.